Bích, bà nội, em Loa và dì Chân, thì bé Heo là người bạn thân thiết không kém của mình. Mình đã nuôi bé Heo được hơn một tháng rồi. Các bạn có thắc mắc là bé Heo này sẽ ăn gì không? Heo không đòi ăn cơm, Heo cũng không đòi ăn vặt đâu. Thứ mà mình cho bé Heo ăn mỗi ngày chính là tiền vặt mà mình dư lại khi được ba Tùng, mẹ Bích hay bà nội cho đó. Những khoản tiền này tuy không nhiều, nhưng nếu góp tích lâu thì dần dần nó sẽ trở thành một khoản khá đó. Các bạn có thắc mắc mình sẽ làm gì với số tiền tiết kiệm trong đây không? Đây là bí mật. Sau một thời gian cho bé Heo ăn mỗi ngày thì hôm nay mình sẽ quyết định tập chú Heo này để thực hiện một kế hoạch. Đó là cùng mẹ đi chợ và nấu một bữa cơm gia đình bằng tất cả số tiền mà mình đã tiết kiệm được. Có đôi chút luyến tiếc khi phải chia tay với bé Heo, nhưng mình tin bé Heo cũng sẽ vui với việc mình sẽ làm. Một mình thì không thể thực hiện kế hoạch này được rồi, vì thế mình đã nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ Bích để chuẩn bị cho bữa cơm gia đình thật đặc biệt này. Mình và mẹ Bích đã đi chợ và lựa chọn những loại rau củ quả thực phẩm chất lượng nhất. Khi đi chợ về, mình phụ gặp rau với mẹ mình và sơ chế thực phẩm để tài nấu ăn thì mẹ mình là số 1 luôn nha. Sau hơn 2 giờ đồng hồ loay hoay thì mẹ mình và mình cũng gần hoàn tất bữa cơm rồi. Trong lúc mẹ mình hoàn thành món cuối thì mình và ba Tùng sẽ cùng nhau phụ mẹ sắp xếp đồ ăn ra thôi. Trước khi bắt đầu bữa cơm, mẹ Bích đã kể về lý do đặc biệt của bữa cơm ngày hôm nay, thì ba Tùng đã rất bất ngờ về mình luôn. Trong mặt ba vui hớn hở luôn kìa. Và giờ cả nhà mình sẽ dùng cơm nha. Dùng cơm xong rồi, giờ mình sẽ phụ ba Tùng và mẹ Bích rửa chén và dọn dẹp. Dù là những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng ngày hôm nay là một ngày mà mình thấy vui và hạnh phúc. Cả nhà mình mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế này nha ba mẹ. Đập mạnh lên. Đúng rồi.